Các vị cư sĩ nên lắng nghe chúng tôi. Các vị phải yểm trợ chúng tôi, phải giúp đỡ chúng tôi. Những cái khóa tu cho người xuất gia trẻ đó, nó đã tưới tẩm được cái hạt giống Bồ Đề, nó đã làm sống dậy được cái tâm ban đầu của một số những vị xuất gia trẻ. Và mắt họ sáng lên, nụ cười của họ tươi ra và bước chân của họ chững chạc lại. Nhưng mà vấn đề không phải là chỉ để làm sống dậy cái trái tim ban đầu. Vấn đề còn là làm sao nuôi dưỡng đó được cho cái trái tim ban đầu đó nó sống lâu, sống dài. Là tại vì cái môi trường của người xuất gia trẻ bây giờ nó rất xấu. Xin các vị tôn túc nghĩ lại, quán chiếu lại. Cái môi trường của người xuất gia trẻ bây giờ rất là xấu. Và người xuất gia trẻ đánh mất từ từ cái tâm ban đầu của mình một cách rất là dễ dàng, mà mình không có hay, mình không có biết. Cái tâm ban đầu đó nó bị soi mòn từ từ. Ban đầu thì chấp nhận một vài tiện nghi vật chất, rồi chấp nhận một vài cái tiện nghi tình cảm, và bị kẹt vào những cái tiện nghi vật chất đó, những cái tiện nghi tình cảm đó, rồi không có cái năng lượng vượt thoát những cái khó khăn, không có khả năng thiết lập lại được cái truyền thông giữa mình với bổn sư của mình, không có cái khả năng thiết lập được truyền thông giữa mình với huynh đệ, không có cảm tưởng hạnh phúc sống với thầy, sống với huynh đệ, và vì vậy cho nên bỏ ra ngoài để tìm sống cuộc đời có một ít tiện nghi vật chất và có một ít tiện nghi tình cảm. Tình trạng đó đang xảy ra cho rất nhiều người xuất gia trẻ. Tôi nghĩ các vị tôn túc trong giáo hội phải có những buổi họp đặc biệt để xét nghiệm về vấn đề này, mở một cái lối đi nẻo thoát cho giới xuất gia trẻ. Chúng ta phải có những tu viện thiết lập theo thanh quy để bảo hộ cho người xuất gia trẻ, để người xuất gia trẻ có thể thực tập được giới luật uy nghi, nuôi dưỡng tình huynh đệ, nuôi dưỡng tình thầy trò. Một khi mà mình đã được nuôi dưỡng bởi tình huynh đệ, bởi tình thầy trò rồi á, thì những cái cám dỗ bên ngoài nó không có đủ mạnh để lôi kéo mình đi. Nhưng mà khi mình đau khổ vì thầy, đau khổ vì huynh đệ, thì những cái cám dỗ bên ngoài nó trở thành rất là mạnh. Khi một người xuất gia, khi một người đệ tử được thầy mình tin cậy và thương yêu, thì cái người đệ tử đó cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi một người xuất gia được huynh đệ tin cậy và thương yêu, người xuất gia đó là một người có hạnh phúc. Và chính cái hạnh phúc của tình thầy trò, chính cái hạnh phúc của người của tình huynh đệ, nó nuôi dưỡng người xuất gia, nó làm cho người xuất gia có nhiều năng lượng để thành công trong cái sự tu và học. Và vì vậy cho nên những cái cám dỗ, những cái tiện nghi vật chất, những cái tiện nghi tình cảm nhỏ nhỏ bên ngoài không đủ sức để kéo người xuất gia đi theo. Và vì vậy cho nên có được một cái môi trường tốt, trong đó người xuất gia trẻ tiếp thu được những cái giáo pháp, những cái pháp môn, tháo gỡ được cho mình những cái khó khăn giữa mình với thầy mình, giữa mình với huynh đệ mình, để giữa thầy trò và huynh đệ có hạnh phúc. Đó là cái thực tập rất là căn bản. Trong các trường cơ bản, trong các trường trung cấp, trong các học viện, chúng ta phải cung cấp những cái giáo lý đó, những cái pháp môn đó, để giúp cho người thanh niên tăng ni có khả năng tháo gỡ những khó khăn giữa mình với vị bổn sư, có thể giúp cho mình tháo gỡ những khó khăn của mình với huynh đệ, để mỗi ngày đều có thể chế tác được tình huynh đệ, tình thầy trò. Và chính cái tình huynh đệ, tình thầy trò đó, nó là chất liệu nuôi dưỡng người xuất gia. Không có cái đó chúng ta sẽ chết. Không có cái đó chúng ta sẽ không có chất liệu bổ dưỡng
nuôi bồi dưỡng cái đời sống của người xuất gia. Tôi là một người may mắn. Ngày xưa, thầy bổn sư của tôi chưa bao giờ mở miệng nói một cách công khai rằng thầy thương con, không bao giờ nói như vậy. Nhưng mà mình biết là thầy thương mình và thầy có niềm tin nơi mình. Ngày xưa người ta ít nói lắm, nói ra sợ mất thiên. Cái tình thương giấu kín trong đáy lòng, tình thương con hay tình thương đệ tử cũng vậy, giấu kín trong lòng. Nhưng mà mình biết, mà khi mình biết rằng thầy thương mình và thầy tin mình, thì mình cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc rất lớn của người đệ tử. Và khi mà có tình thương giữa thầy và đệ tử, nó có nghĩa là giữa thầy và đệ tử nó có sự truyền thông. Thầy hiểu được đệ tử và đệ tử hiểu được thầy. Cái gì thầy nói người đệ tử hiểu được, và cái gì đệ tử nói thầy hiểu được. Và vì thầy cũng như về đệ tử giúp nhau tháo gỡ những cái tri giác sai lầm để cho sự truyền thông nó được tốt. Và sự truyền thông được tốt thì có tình thương, có sự tin cậy. Điều này cũng đúng đối với huynh đệ. Nếu mình không biết sử dụng cái phép lắng nghe với lòng thương, nếu mình không biết sử dụng cái lời ái ngữ để chuyển tải để chia sẻ những cái thấy, cái kinh nghiệm của mình đối với người huynh đệ, thì mình không có tái lập, mình không có thiết lập được truyền thông tốt giữa mình với người huynh đệ, và sẽ có những hiểu lầm, sẽ có những giận hờn nó phát sinh ra. Cho nên thực tập ái ngữ và đế thính lắng nghe trong đời sống hàng ngày giữa thầy trò, giữa huynh đệ là chuyện rất quan trọng. Nó là cái yếu tố căn bản để tái lập, để thiết lập sự truyền thông giữa mình với thầy, giữa mình với đệ tử, giữa mình với huynh đệ. Và chính cái đó nó giúp mình chế tác được cái tình thầy trò, tình huynh đệ, nuôi lớn cái tình thầy trò, tình huynh đệ. Và chính cái tình thầy trò, tình huynh đệ nó nuôi dưỡng của mình, nuôi dưỡng mình trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi có một ít kinh nghiệm về vấn đề nuôi dạy đệ tử. Ngày xưa, các thầy hay nuôi những đồng nam, đồng nữ, các sư bà nuôi những đồng nam, đồng nữ để chọn lớn lên. Và khi mà các chú tiểu đó lớn lên đó, thì họ thọ giới sa di ni, rồi thực tập một thời gian thì được thọ giới tỳ kheo ni. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục nuôi các đồng nam và đồng nữ, nhưng mà chúng ta gửi các cháu đi học ở ngoài đời, học ở trường tiểu học, học ở trường trung học, rồi có thể học ở trường đại học. Và khi các điệu đi ra chung đụng với người ngoài đời, thanh niên ngoài đời, thì nó tiêm nhiễm cái cách sống của người thanh niên ngoài đời. Và vì vậy cho nên cái số lượng của những người, của những chú tiểu mà mình nuôi, nó rơi rụng rất là nhiều. Ngày xưa tất cả đều học ở trong chùa, bây giờ mình gửi đi học ở ngoài. Và vì vậy cho nên nó vươn vào những cái rác rến, những cái tệ nạn bên ngoài.
Và vì vậy cho nên nó đem về chùa những cái mà mình không có muốn có. Và nó biết rằng thầy không có thích cho nên che giấu. Và thầy thì bận quá, thầy đâu có biết rằng sau lưng mình, đệ tử của mình làm những chuyện động trời. Đệ tử có thể dùng máy vi tính đi phiêu lưu vào những cái vùng nguy hiểm của mạng lưới. Đệ tử của mình có thể dùng địa chỉ điện thư liên lạc một cách không lành mạnh với các bạn gái hay là các bạn trai. Đệ tử của mình có thể dùng điện thoại di động để gửi email. Mấy cái đó mấy thầy, mấy sư bà đâu biết. Và nó có sự đổ vỡ, nó có sự đổ vỡ ngay ở trong chùa. Nó không phải như ngày xưa. Nó tóm lại là người xuất gia trẻ bây giờ đang được đặt vào trong một cái môi trường không có lành mạnh, xấu, mà các bậc sư trưởng không kiểm soát được, không hướng dẫn được. Cho nên việc thành lập những cái tu viện mà trong đó các thành viên của đại chúng tuân thủ theo những cái giới luật và những uy nghi chung, nó rất là quan trọng. Chúng tôi đã cố gắng làm như vậy ở đạo tràng Mai Thôn, Pháp Quốc, tu viện Rừng Phong ở Mỹ Quốc, tu viện Lộc Uyển ở tiểu bang Cali. Các thầy và các sư cô không ai có quyền có một cái trương mục ngân hàng riêng. Các thầy, các sư cô, sư chú không ai có quyền có điện thoại di động riêng. Các thầy, các sư cô, sư chú không ai có quyền có địa chỉ điện thư riêng. Trong chùa chỉ có một địa chỉ điện thư duy nhất thôi. Và khi mà điện thư tới cho một vị nào đó thì là chính cái văn phòng in ra để đưa cho đương sự. Không ai có xe mô tô riêng, không có ai có xe đạp riêng, không có ai có xe hơi riêng. Tất cả đều thuộc về thường trú. Và thường trú giao cho mình sử dụng khi mà mình có cái công tác phải tổ chức một cái khóa tu hay là đi rước thiền sinh ở ngoài ga xe lửa. Mình không có làm sở hữu chủ của bất cứ một cái gì hết. Và mỗi khi đi ra ngoài thì phải có một ít nhất là một đề vị thân đi theo để bảo hộ cho mình. Và những người trẻ Tây Phương đi xuất gia, trong đó có những người đã tạo đầu tiến sĩ luật, đã đầu kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ y khoa, đã vâng theo những cái uy nghi, những cái giới luật đó một cách rất là dễ dàng. Họ không cảm thấy đau khổ gì hết khi mà đi theo những cái quy luật như vậy của Tăng Đoàn. Mà luôn luôn họ nở nụ cười tươi và họ sẵn sàng đi theo quy luật đó, tại vì họ thấy rằng quy luật đó nó giữ cho họ, nó bảo vệ được cho họ cái tự do của người tu. Nó rất là mầu nhiệm. Không phải những thầy, những sư cô, sư chú gốc Việt Nam làm được chuyện đó, mà các thầy, các sư cô, sư chú Tây Phương cũng rất là hoan hỷ, rất là hạnh phúc khi được làm điều đó. Tức là buông bỏ hết, đi theo quy luật của Tăng Đoàn và thực tập theo giới bạn tân tu. Cho nên 2 năm về trước khi mà nói chuyện ở Học viện Chính trị Hồ Chí Minh cho các lý thuyết gia Marxist, các vị đảng viên cao cấp, tôi có nói chơi, tôi nói rằng là chúng tôi ở Làng Mai không có ai có điện thoại riêng, không có ai có xe hơi riêng, không có ai có trương mục riêng. Chúng tôi là thứ cộng sản thứ thiệt. Và ai cũng cười hết. Chúng tôi là cộng sản thứ thiệt, chánh hiệu con nai. Thì tất cả các vị ở trong cái hội chúng đó cười ha hả rất là vui. Tại tu viện Từ Hiếu,
tại chùa Từ Hiếu ở Huế. Chúng tôi đã ráng biến cái tu viện Từ Hiếu thành một cái cộng đồng như vậy, một cái chúng tu học như vậy. Trong đó không ai làm sở hữu chủ của bất cứ một chiếc xe nào, bất cứ một cái điện thoại nào, bất cứ một cái địa chỉ nào, điện thư nào, một cái máy tính nào, một cái laptop nào. Thì đối với những người mới xuất gia mà đưa vào ngay khung cảnh đó thì họ chấp nhận một cách rất là dễ dàng, họ có hạnh phúc rất lớn. Nhưng mà có những người, có những thầy, những sư chú đã quen với những cái tiện nghi vật chất, tiện nghi tình cảm rồi á, thì trong số đó tuy rằng có người chấp nhận bỏ cái lệ thói cũ để đi theo lệ thói mới, nhưng mà có những người cũng vất vả lắm, chưa chấp nhận được, tại vì đã quen sử dụng những cái tiện nghi vật chất và tiện nghi tình cảm. Còn Bát Nhã thì nó dễ dàng hơn nhiều, tại Bát Nhã là thâu vào những thanh niên thiếu nữ mới ngay từ lúc đầu thực tập cái phương pháp đó, cho nên họ không cảm thấy đau khổ gì hết, trái lại họ rất là hạnh phúc, họ rất là tươi. Không có vấn đề. Đó là những kinh nghiệm, một vài kinh nghiệm mà chúng tôi có chia sẻ cho các vị tông túc, các ni sư, các sư bà. Trong xã hội của chúng ta, một xã hội đang đi trên cái đà toàn cầu hóa, kỹ nghệ hóa, những cái tệ nạn mới nó tiếp tục nó phát sinh. Người thanh niên Việt Nam đang sa vào hầm hố của những cái tệ nạn đó, trong đó có ma túy, có mại dâm, có tội phạm, có băng đảng, có tự tử, có phá thai, nạo thai. Nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta không có đề cao cảnh giác, thì những cái tệ nạn đó của giới thanh niên bên ngoài nó từ từ nó đi vào chùa. Mà chúng ta đã bắt đầu thấy trong giới xuất gia trẻ nó có những cái người hư hỏng, có những vị hư hỏng, có những người đã vướng vào những cái vòng như vậy. Và đây là một tiếng chuông chánh niệm gióng lên để tất cả chúng ta cùng nghe. Cứu tăng như là cứu hỏa, giáo hội cũng có thể chần chừ được, quý vị tôn túc không có thể chần chừ được. Chúng ta phải lập tức triệu tập một cái hội nghị, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải pháp đàm, chúng ta phải đi sâu vào vấn đề, chúng ta phải tìm được một lối thoát cho giới xuất gia trẻ. Và người cư sĩ phải đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc yểm trợ này. Người cư sĩ không có nên tìm cách chiếm hữu một vị xuất gia, dầu vị xuất gia đó rất là đẹp. Người cư sĩ phải yểm trợ các vị tông túc, các thầy thiết lập những cái đạo tràng dành cho người xuất gia. Ở trong đó người xuất gia trẻ được bảo hộ để cho đừng có bị rơi vào hầm hố của những cái tệ nạn xã hội. Nó đang từ 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 bên ngoài nó đi vào trong chốn thiền môn. Trong khóa tu cho người xuất gia tại Bảo Lộc, tôi có nhìn thẳng vào các thầy, các sư cô, sư chú và tôi nói rằng, giả sử quý vị đã dại dột phạm giới, rồi cảm thấy ăn năn hối hận, đánh mất cái tâm ban đầu của mình, mà bây giờ nghe những lời giảng như thế này, cảm thấy cái bồ đề tâm nó sống dậy và muốn tu hành cho nó nghiêm chỉnh, nghiêm túc, đàng hoàng. Nhưng mà cái mặc cảm phạm giới nó còn, thì các vị đừng có lo lắng. Chúng ta nếu biết cách sám hối, thì chỉ trong vài ba tháng, chúng ta sẽ có thể tiêu tan cái nghiệp cũ, và chúng ta bắt đầu trở lại như một người xuất gia mới tinh anh,
làm cho cái khối lửa trong trái tim nó được thắp sáng lên trở lại. Trong một cái khóa tu kết đông ở tại đạo Tràng Mãi Thôn, tôi có sáng tác một phương pháp sám hối gọi là đĩa sám. Trong truyền thống chúng ta có thủy sám, còn đây là đĩa sám. Nói đúng hơn nữa là đĩa xúc. Sám pháp đĩa xúc. Và tôi xin kính giới thiệu cái sám pháp đĩa xúc này với các vị tôn túc, và nhất là với các vị xuất gia trẻ. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta hết lòng sám theo sám pháp đĩa xúc, thì chỉ nổi trong 3 tháng thôi là nó nhẹ nhàng ra rất là nhiều. Và chúng ta trở thành một con người mới trở lại. Sám pháp đĩa xúc rất là thực tế. Nó đồng tới những vấn đề rất là có thật của người xuất gia trong thế kỷ thứ 21. Nó không phải là kể tội để cầu xin tha tội, mà nó là những phương pháp quán chiếu, những cái phương pháp thực tập để có thể chuyển hóa được cái nghiệp cũ và mở ra cái năng lượng của nghiệp mới, và nó có khả năng làm sống dậy cái tâm ban đầu, cái bồ đề tâm của mình. Tôi nghe nói có một vị xuất gia sau khi đã phạm giới đã liên tục tụng sám lương hoàng trong 1 năm, lạy đêm lạy ngày và thắp hương, rồi dí cái đầu lửa vào trong người để cho nó cháy, để tỏ ra cái sự hối hận của mình. Nhưng mà làm như vậy suốt 1.5 năm trời mà không có thành công, rốt cuộc cũng ra đời. Không phải là tự đày đọa cái thân mình mà có thể tiêu được nghiệp cũ. Phải sám hối bằng tất cả cái sự thông minh của mình mới tiêu mòn được nghiệp cũ. Và nhất là khi đã phát nguyện được rằng là từ nay về sau con nhất quyết không có dại dột làm như vậy nữa. Và đây là những điều con tâm nguyện, đây là những điều con phát nguyện sẽ không bao giờ lặp lại. Và đây là những điều con phát nguyện là mỗi ngày con sẽ làm. Thì chỉ có khi nào phát được một cái tâm dũng mãnh như vậy thì cái nghiệp cũ mới tiêu trừ, và cái tội mới được tiêu trừ. Thành ra chúng ta phải có những cái khóa thực tập. Chúng ta phải giúp cho người xuất gia trẻ vượt thoát những khó khăn, những ám ảnh, những cái mặc cảm của họ, để sống trở lại, để sanh ra trở lại như một người xuất gia với cái trái tim ban đầu rất đẹp, rất lành, nóng hổi. Tôi xin để lại 10 phút, 15 phút để quý vị hỏi những câu hỏi nó liên hệ tới đề tài thuyết giảng hôm nay. Không những các vị tôn túc mà các vị cư sĩ cũng có cơ hội để đặt những câu hỏi. Sư, thầy sư vừa cho phép nêu những câu hỏi, xin quý tăng đại sinh có thể nêu những câu. Những người xuất gia tuổi trẻ khi phạm vào những trọng tội thì có thể làm mới lại bằng cách quán chiếu sám hối theo phương pháp của Hòa Thượng. Thế nhưng theo trong lục tạng, các chư vị tôn túc y cứ một tỳ ni lục tạng nói rằng những người xuất gia mà phạm vào trọng giới thì như là bị chặt đứt đạo và như cây ta la không thể sống dậy được. Thì như vậy, theo chúng con, đó là có sự là mâu thuẫn và làm rất là khó khăn cho chúng con.
Và như vậy hôm nay chúng con không biết như thế nào. Câu hỏi này là cơ hội để cho chúng con mở sáng được cái tâm Bồ Đề bằng đạo. A Di Đà Phật. Câu hỏi này rất là hay. Cảm ơn Thầy đã hỏi được câu hỏi này. Cố nhiên là khi mình phạm một cái trọng giới là mình chết rồi. Là mình chết rồi, chết thiệt rồi. Nhưng mà con Phượng Hoàng nó có thể được tái sinh từ cái đống tro của nó. Và chúng ta biết rằng Đức Quan Thế Âm có khả năng làm sống dậy một mùa xuân ở trên cơ bản của những cái cây khô. Nó là khô mộc, nhưng mà với cái pháp môn vi diệu, mình làm ra được một mùa xuân mới. Sái khô mộc như tác phùng xuân. Và tuệ giác và giải thoát, nó là một cái đóa hoa, nó nở trên cái mảnh đất của phiền não, của si mê, cũng như là phân rác. Tuy là nó hôi, tuy là nó không đẹp, nhưng mà chính nó có thể nuôi được những cái bông hoa. Nếu không có buồn thì làm sao có bông sen? Mình đâu có thể trồng hoa sen ở trên đá cẩm thạch. Vì vậy cho nên nhìn kỹ vào bông sen thì mình thấy có buồn ở trong đó. Nếu không có buồn thì không có sen. Ở đây cũng vậy. Những cái khổ đau, những cái tội lỗi là buồn. Và nếu biết sử dụng cho khéo léo thì từ buồn, từ đất mình có thể làm nảy sinh ra cái bông sen. Trong cái sự phạm giới, trong cái chết của người xuất gia, mà nếu phát khởi được cái tâm muốn làm mới lại, muốn làm sinh lại cái đóa sen, thì cái chuyện đó có thể làm được. Không phải là không làm được. Và cái đạo Phật nó hay ở chỗ đó, là cây khô mà biến thành ra mùa xuân trở lại được. Là tại vì phiền não, từ phiền não mà nó phát xuất ra Bồ Đề. Và vì vậy cho nên chúng ta có cái giáo lý là phiền não tức Bồ Đề. Thì những cái trọng tội đó, những cái day dứt đó, những cái khổ đau đó chính là chất liệu của bùn đất. Mà nếu chúng ta biết cách thì chúng ta có thể sử dụng nó để làm nảy sinh ra một chồi hoa sen mới. Ở trong đạo Phật không có cái danh từ tuyệt vọng. Không có cái danh từ tuyệt vọng. Dù chúng ta ở trong cái trạng thái bức xúc nào, khó khăn nào đi nữa, thì giáo lý của Đức Thế Tôn vẫn có một con đường thoát cho chúng ta. Cho nên làm sống dậy con Phượng Hoàng trên cái đống tro của nó là chuyện có thể làm được. Làm cho mùa xuân biểu hiện trên cơ bản của những cái cành cây khô là chuyện có thể làm được. Cho nên nếu mà cái vị xuất gia trẻ đó phạm cái trọng tội đó mà tìm tới được một vị tôn đức mà mình tin, mình thương và quỳ xuống để phát lộ, nói ra hết những cái khổ đau của mình, những ước vọng của mình, thì nói ra xong đôi khi chỉ cần có 15 phút hay nửa giờ thì ít nhất là 50% của những cái tội đó đã tiêu rồi. Huống hồ là trong sau đó mình thực tập thêm một vài tháng thì chắc chắn là cái tội đó sẽ tiêu và mình sẽ tái sinh trở lại như một người xuất gia mới. Nhưng mà cái chuyện đi tìm một vị tôn đức mà mình tin, mình thương, quỳ xuống và phát lộ rất là quan trọng. Làm được như vậy thì nó nhẹ đi hơn 50% rồi. Và theo đó tiếp tục mà thực tập thì mình thoát khỏi. Đây là cái lời thông điệp tôi gửi cho những người xuất gia trẻ đã gặp cái trường hợp không may mắn mà đánh mất cái giới thân tuệ mạng của mình. Chúng ta có thể tái sinh trở lại được. Rồi là một câu hỏi đã được sư ông giải đáp từ một vị tăng sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chia sẻ pháp thoại
Thiền sư cũng đã đề cập và giới thiệu, chia sẻ những kinh nghiệm trong tác phẩm Các Bước Thảnh Thơi như một giới bản mới cho các vị xuất gia trẻ. Bây giờ chúng con xin phép sư ông cho một câu hỏi dành cho chư Tôn Đức Giáo Thọ Sư, những vị đã đóng góp rất nhiều công lao cho việc đào tạo một thế hệ tăng ni tại Việt Nam trong vòng mấy mươi năm qua. Chúng con kính mời Thượng Tọa Thích Thiện Lạc, Giáo Thọ Sư của trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thiền Sư. Mặc dù ở trong Ban Hoằng Pháp cũng khá lâu, tuy nhiên chúng con gần đây, từ cuối thế kỷ 21 trở về đây, thì chúng con thấy rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đào tạo rất nhiều khóa ra trường rất đông. Tuy nhiên, các tăng ni sinh có lẽ là theo cái thời đại tiến hóa của xã hội, do đó mà chạy theo vật chất nhiều, do đó không có nghĩ đến vấn đề mà truyền đăng tục diệm, tức là giảng dạy. Thì đa số tăng ni sinh trẻ mà khi ra trường Phật học Việt Nam thì có một số được đi Ấn Độ, được đi các nước thì trở về có thể phục vụ, còn một khá đông thì cũng không có làm gì hết. Mà đôi khi những vị đó có những cái ý nghĩa là cắt cốc riêng, một số và đệ tử riêng. Do đó bây giờ chúng con cũng nhận thấy rằng tất cả tăng ni sinh trẻ là chạy theo những vật chất đó, thì dĩ nhiên là theo Đức Phật dạy là do cái tham ái là gốc, mà muốn diệt trừ cái đó thì cái người tu đã có cái trình độ học mà làm như thế đó thì tương lai của Phật giáo chúng ta nó như thế nào. Rồi đây cái hội nhập của các nước quốc tế qua đây càng nhiều thêm, rồi tăng ni trẻ đó phải có một cái định hướng mà giáo hội chúng ta phải cần phải có một cái sự tu tập ở trong các cái thiền viện, ở các cái tu viện lớn, như chẳng hạn như thiền viện Trúc Lâm ở ngoài Đà Lạt, hay là thiền viện Thường Chiếu, hay là tăng thân Làng Mai của Hòa Thượng ở bên Pháp chẳng hạn, thì mới có thể tăng ni trẻ có thể cải hóa được. Xin Hòa Thượng cho chúng con biết có cách nào để cho tăng ni trẻ có thể cải hóa mà không nghĩ đến chạy theo vật chất, để rồi bỏ mất, đánh mất đi cái tâm phát tâm xuất gia ban đầu của mình. Nam mô A Di Phật. Dạ, câu hỏi của Thượng Tọa nó rất là quan trọng. Mình phải đem hết tất cả cái niệm lực, cái định lực của mình quán chiếu để tìm ra câu trả lời chung. Có một vị giáo thọ trẻ ở tu viện Bát Nhã đã từng lăn lóc trong cuộc sống của người xuất gia trẻ ở Huế, và đã qua thọ giáo và tu tập ở tại Làng Mai 4-5 năm. Thì cái ngày vị đó được truyền đăng làm giáo thọ, vị đó có nói một câu như thế này và tôi thấy rất là đúng. Đây là một vị giáo thọ trẻ đã rất là thân cận với những người xuất gia trẻ trong bao nhiêu năm. Thì thầy đó nói rằng là sở dĩ người xuất gia trẻ hư hỏng đó, là tại vì họ không có một cái lý tưởng. Họ không thấy được con đường trước mặt của họ, không thấy được cái sứ mạng của họ. Nếu mà con không có được tiếp xúc với thầy và có được con đường lý tưởng này thì con cũng sẽ hư hỏng như họ mà thôi. Con cũng sẽ đã hư hỏng như họ mà thôi. Sở dĩ con được hạnh phúc như vậy là tại vì con có một lý tưởng. Và vì vậy cho nên muốn cho người xuất gia trẻ không có hư hỏng nữa thì cái cách hay nhất là cho họ một cái lý tưởng. Tôi thấy cái câu nói đó rất là đúng. Khi mà người xuất gia trẻ thấy được rằng có những cái mình có thể làm được và làm được ngay từ bây giờ để giúp dân, giúp nước, thì người xuất gia trẻ tự nhiên hết hư hỏng và có thể buông bỏ được những cái tiện nghi vật chất và tình cảm được. Và vấn đề này là một cái chủ đề
mà chúng ta cần phải tham cứu. Tôi thấy cái mục đích của người xuất gia là để chuyển hóa những cái khổ đau, khó khăn của chính mình rồi đi giúp đời. Và ở ngoài đời họ có những cái khổ đau, khó khăn của họ. Người lớn tuổi, người trung niên và người trẻ tuổi đều có những cái khó khăn, những cái khổ đau của họ. Nhà nước hiện bây giờ đang theo đuổi một cái chương trình thành lập các khu phố gọi là văn hóa, các thôn văn hóa, ấp văn hóa. Trong đó không có những cái tệ nạn xã hội như là đĩ điếm, như là tội phạm, như là mại dâm, như là ma túy. Điều đó nó chứng tỏ rằng là nhà nước thấy được cái hiểm nguy nó đang chờ đợi cái đất nước của mình. Cái số người trẻ bị lọt vào cái bẫy sập của tội phạm, của ma túy, của tự tử, của băng đảng khá nhiều. Và vì vậy cho nên thành lập những cái khu phố văn hóa, những cái ấp văn hóa là để mà đối phó, để mà tiêu diệt, để mà tạo trừ những cái tệ nạn đó. Tôi suy đi nghĩ lại thì tôi thấy rằng những cái phương pháp kiểm soát hay trừng phạt mà nhà nước có thể cung cấp không có đủ để mà tạo dựng ra những cái khu phố văn hóa như vậy. Văn hóa ở đây nó có nghĩa là đạo đức, nó có nghĩa là tinh thần. Nhìn cho kỹ thì tôi thấy rằng có nhiều cái gia đình mà cái cơ cấu nó lung lay, nó sụp đổ. Và người trẻ không cảm thấy có hạnh phúc khi sống ở trong gia đình. Khi người cha làm khổ người mẹ đe nghiến người cha. Khi cha mẹ làm khổ nhau và cha trút tất cả những cái giận dữ lên đầu con, thì người trẻ cảm thấy không có hạnh phúc, không tin vào cái cấu trúc gia đình vốn là cái đơn vị nó xây dựng ra một cái xã hội lành mạnh, vững chãi. Khi người trẻ không tin vào gia đình, không tin vào hạnh phúc gia đình, thì người trẻ sẽ lạc lõng, người trẻ sẽ có cái nhu yếu tự nhiên thôi, là đi tìm những cái khuây khỏa, những cái quên lãng bên ngoài. Và vì vậy cho nên mới sa vào cái vòng rượu và ma túy, cho nên mới sa vào cái vòng tội phạm, băng đảng hay là đĩ điếm. Thành ra mình có thể làm gì được để giúp cho người chồng truyền thông lại được với người vợ, người vợ nói chuyện được lại với người chồng, phục hồi cái tình thương lúc ban đầu. Mình làm được cái gì để giúp cho cha nói chuyện lại được với con truyền thông lại được với cha? Trong giáo lý của chúng ta, trong sự thật thực tập của chúng ta, có những cái pháp môn nào có thể giúp xây dựng lại được của gia đình? Thì cái người xuất gia phải nắm cho vững những cái pháp môn đó. Cái đời sống của một người xuất gia tuy là rời bỏ gia đình nhưng mà cũng có một gia đình mới, đó là gia đình xuất gia, gia đình tâm linh, có thầy như là cha, giữa huynh với đệ. Và sự thực tập hàng ngày của mình đó, là nó nằm ở chỗ đó. Nếu mình không có chế tác được tình huynh đệ, tình thầy trò, thì sức mấy mà mình chế tác được đại từ đại bi. Tình huynh đệ, tình thầy trò là có cùng một chất liệu với là đại từ với đại bi. Mà nếu mình thành công ở chỗ là chế tác được tình huynh đệ, tình thầy trò và được nuôi bà bởi cái tình đó, thì mình là một con người có hạnh phúc và mình có kinh nghiệm.
làm thế nào để dựng nên một cái chúng xuất gia có hạnh phúc? Phải biết sử dụng ái ngữ, lắng nghe, tha thứ, bao dung, giúp đỡ đệ tử của mình, giúp đỡ thầy của mình, giúp đỡ các huynh đệ của mình. Đệ tử mà giúp thầy là cái chuyện rất là thường, chứ không phải là chỉ có thầy mới dạy đệ tử được. Đệ tử nếu mà học hỏi cho đàng hoàng, tu tập cho đàng hoàng, làm cho thầy mình nghiêm chỉnh trở lại, đó là cái chuyện đã từng xảy ra. Và khi trong chúng có một người, có hai người, có ba người tu tập đàng hoàng, uy nghi giới luật đàng hoàng, có khả năng giúp người độ đời, thì cả chúng được hưởng và học theo những người như vậy. Và trong chúng nếu mình nắm vững được những phương pháp thực tập lắng nghe, ái ngữ, giúp cho huynh, giúp cho đệ, giúp cho thầy, giúp cho đệ tử, thì mình đã có một cái kho kinh nghiệm. Và với cái kho tàng kinh nghiệm đó, mình có thể giúp cho một gia đình ở trong xóm thiết lập lại được cái truyền thông. Cha nói chuyện lại được với con, vợ nói chuyện được lại với chồng. Những cái khóa tu mà chúng tôi tổ chức ở tại Tây Phương đó, đều có cái mục đích như vậy hết. Chúng tôi không có nói chuyện trên trời dưới biển cực lạc Tây Phương. Chúng tôi nói làm thế nào để cho ngạ, để cho anh, để cho chị, để cho ông có thể tháo gỡ được những cái khó khăn trong nội tâm, để cho anh, cho chị tái lập được truyền thông với những người trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội. Làm sao cho quý vị lấy được cái sự đau nhức và căng thẳng trong thân và trong tâm. Cái đó phải học ở trong Đạo Phật. Trong kinh An Bang Thủ Ý, trong kinh Niệm Xứ đều có dạy về những phương pháp như vậy. Tháo gỡ, làm lắng dịu những cái căng thẳng, những cái đau nhức trong thân, rồi trong tâm. Nhận diện, ôm ấp những cái nỗi khổ, niềm đau trong thân, trong tâm. Làm lắng dịu nó và làm cho chuyển hóa nó, trước khi mình có thể giúp cho cái người kia cũng làm được như vậy. Người kia có thể là đệ tử của mình, người kia có thể là thầy của mình, người kia có thể là huynh đệ của mình. Và khi mà áp dụng được ái ngữ và lắng nghe, thì mình giúp người kia tháo gỡ những tri giác sai lầm, chuyển hóa những cái phiền giận và có được cái hạnh phúc trong chúng. Thì tất cả những cái thực tập đó, nó đã được Đức Thế Tôn cung cấp. Khi mà tôi giảng dạy kinh An Bang Thủ Ý, tức là kinh Quán Niệm Hơi Thở hay là kinh Niệm Xứ, tôi đưa ra những cái phương pháp rất là cụ thể của Đức Thế Tôn để giúp là lấy đi, làm lắng dịu những cái căng thẳng, những cái đau nhức trong thân và trong tâm. Ngay chính trong kinh An Bang Thủ Ý đã có những cái pháp môn thực tập như vậy. Thì những khóa tu mà chúng tôi thiết lập cho các thiền sinh Tây Phương tu học đó, là chỉ để giảng dạy và đem ra thực tập những cái pháp môn đó mà thôi. Và có khi chỉ sau 5 ngày hay 6 ngày tu tập, họ đã có thể tái lập được truyền thông với người thân của họ trong gia đình và đem lại hạnh phúc. 5 ngày tu tập, 6 ngày tu tập. Và tại vì trong chúng tôi có tu tập giữa những người xuất gia với nhau, chúng tôi đã thành công tới một mức nào đó, cho nên chúng tôi có kinh nghiệm và đem chia sẻ cho các thiền sinh Tây Phương trong các khóa tu. Và vì vậy cho nên cái số thiền sinh tới tham dự những khóa tu đó càng ngày càng đông. Mùa hè ở tại Làng Mai, mình thường đếm từ 45 quốc tịch cho tới 50 quốc tịch tới tham dự. Mà có khi có cả 3.000, 4.000 người thực tập chung ở trong cái khuôn viên của tu viện. Mà rất là yên tĩnh, rất là hạnh phúc. Và chúng tôi có tổ chức những cái khóa tu như vậy, tương tự như vậy, ở các thành phố Âu Châu và Mỹ Châu và Úc Châu. Và cái điều đáng nói là trong những khóa tu đó, mình chỉ giảng dạy và đem ra thực tập những cái điều rất là thiết thực như vậy. Tháo gỡ những cái tuyệt vọng, những cái giận hờn, những cái bi phẫn, những cái bế tắc. Làm lắng dịu đi những cái nỗi khổ, niềm đau. Làm lắng dịu đi những cái sự đau nhức và căng thẳng trong thân cũng như trong tâm. Rất là khoa học. Và những người tới tu, họ không có mang những cái phẩm vật cúng dường như là nhang, đèn,
xôi chuối tới. Tại vì họ không có đến với mình để đi tìm một cái tín ngưỡng. Họ tới với mình để tìm một cái tuệ giác giúp cho họ tháo gỡ được những cái khó khăn trong đời sống hàng ngày của họ. Và vì vậy cho nên những khóa tu đó để trao truyền những cái giáo lý và những cái pháp môn mà họ thực tập ngay tại chỗ. Và vì vậy cho nên các anh các chị lớn trong giới xuất gia, trong khi hướng dẫn thiền sinh tu tập, thì được các sư em của mình, các sư đệ của mình, các sư muội của mình phụ tá. Và do đó cho nên những người xuất gia trẻ được học từ các sư huynh của mình, các sư tỷ của mình. Và đến cái lượt mình có thể, cũng có thể hướng dẫn và tháo gỡ cho người ta. Và vì vậy cho nên nếu mình chỉ cho người xuất gia trẻ thấy rằng công việc của họ phải làm ngày hôm nay và ngày mai là công việc gì, cho họ thấy rõ ràng là ngay chính ngày hôm nay mình đã có thể làm vơi bớt những khổ đau của nhiều người, thì người xuất gia trẻ sẽ thấy rằng cuộc đời của mình nó có một ý nghĩa, có một cái mục đích, có một cái lý tưởng. Và khi thấy mình đem lại hạnh phúc được cho những người xung quanh ngay trong giây phút hiện tại và trong những ngày tương lai, thì người xuất gia trẻ sẽ buông bỏ được những cái tiềm nghi vật chất và tình cảm nó làm cho hư nát cái đời sống của các vị đó. Cho nên cái vấn đề quan trọng là trong khi đào tạo những người sa di, sa di ni, tân tỳ kheo ni, mình phải cho họ tham dự vào cái chuyện giảng dạy, tham dự vào và cái chuyện thực tập giúp đời giúp người ngay trong khi còn tùng học, còn theo học trường sơ cấp, chứ đừng có nói là lên trung cấp mới làm. Ngay trong những cái năm học sơ cấp, họ đã có khả năng đi đứng nằm ngồi, gây cái niềm tin cho người cư sĩ. Ngay trong những cái năm trung cấp, họ đã học những cái phương pháp để tháo gỡ những cái đau nhức, những cái khó khăn, những cái dồn nén ở trong thân và trong tâm. Và cái học, một giờ học lý thuyết phải đi theo với 5 giờ thực tập. Cũng như ở nhà thương, người ta đi vào ở trong trường y khoa, người ta đi vào nhà thương để thấy các giáo sư y khoa xử lý những cái trường hợp của các người bệnh, và sinh viên học theo các vị giáo sư để xử lý, tập xử lý những cái trường hợp bệnh như vậy. Cái học của chúng ta nó đang còn có tính cách lý thuyết rất là nhiều. Chúng ta có thể nói rất là thông thạo, thao thao bất tuyệt về duy thức, về pháp tướng, về kim cương, về bát nhã. Nhưng mà chúng ta chưa áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày để tháo gỡ những khó khăn của chính chúng ta và của những người thương của chúng ta trong chúng. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để cái học của chúng ta nó có tính cách thực tế. Chúng ta phải đi thực tế. Và tất cả những kiến thức của chúng ta, từ kiến thức pháp tướng, pháp tánh, phải được trui luyện trong cái đời sống thực tế. Và khiến cho những người xuất gia trẻ, họ có cảm tưởng, họ có nhận thức rằng ngay trong những năm đầu xuất gia, họ đã có lợi ích cho đời rồi. Ngay cái chuyện họ đi đứng thong dong, thảnh thơi, tươi mát, an lành là đã có thể giúp đời rồi. Nó tạo ra cái niềm tin cho người cư sĩ. Huống hồ là những người xuất gia trẻ đó học được những biện pháp để làm thư giãn những cái đau nhức, những cái căng thẳng trong thân và trong tâm. Huống hồ là những người xuất gia trẻ đó học được những cái phương pháp ái ngữ, lắng nghe để tái lập truyền thông với, để thiết lập truyền thông với huynh đệ, với thầy. Rồi thì khi mà làm được những việc đó ở trong chùa thì cố nhiên sẽ làm được việc đó ở trong những khóa tu và ở ngoài đời. Và chúng ta có thể đóng góp được rất nhiều cho việc xây dựng những cái khu phố văn hóa, những cái ấp, những cái thôn văn hóa. Chúng ta đem Đạo Phật đi vào cuộc đời. Và nếu chúng ta để cho nhà nước lo một mình thì những cái ấp văn hóa đó, những khu phố văn hóa đó sẽ rất là khó để được thực hiện. Nếu không có bàn tay của người xuất gia, nếu không có sự cộng tác của người cư sĩ đem cái sự thực tập đó vào trong thôn làng, trong khu phố để giúp cho những cái gia đình đó có được truyền thông tốt, để cho cha có thể nói chuyện lại được với con, vợ có thể nói chuyện được với chồng,
và để cho các gia đình đó biết thực tập năm giới, thì tôi tin rằng rất là khó mà đạt tới cái sự thành công của những cái khu phố văn hóa. Cho nên người xuất gia phải thấy cái vai trò của mình trong xã hội. Và khi mà người xuất gia biết rằng mình có thể làm được cái gì để xây dựng xã hội trên cái tinh thần nhập thế đó, thì người xuất gia nuôi được cái lý tưởng của mình, được chí hướng của mình. Và khi có được cái chí hướng, có lý tưởng đó rồi, thì sẽ không có còn vướng víu vào những cái tiện nghi tình cảm hay những tiện nghi vật chất, nó làm cho mình hư hỏng. Để xin quý vị tông túc chiêm nghiệm trở lại, đây là vấn đề sống chết của chúng ta, vấn đề lý tưởng. Kính bạch thiền sư, hôm nay là một buổi chia sẻ cho tăng ni rất là đặc biệt. Đặc biệt là vì cách đây vài hôm, ban giám hiệu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ban giám hiệu của trường Cao trung Phật học Thành phố Hồ Chí Minh và các trường sơ cấp Phật học đã cho nghỉ ngày hôm nay và khuyến tấn tất cả tăng ni sinh đến đây để nghe thiền sư hướng dẫn những con đường chuyển hóa trên nền tảng của đời sống giới đức. Do đó xin thiền sư cho phép thêm vài câu hỏi nữa. Chúng con vừa nhận được những tín hiệu đặt câu hỏi rất là nhiều. Nếu thiền sư cho phép thì chúng con xin được tiếp tục hai câu nữa. Và vậy hai câu hỏi thì chúng con xin dành một câu cho chư tông đức lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và ban giám hiệu cũng như là các vị giáo thọ của các trường Phật học, và một câu hỏi dành cho chân ni. Nãy giờ chân ni chưa có nêu một câu hỏi nào. Bây giờ chúng con kính mời Hòa thượng Thích Giác Thuận, chứng minh ban đại diện Phật giáo quận Gò Vấp, nêu câu hỏi đến thiền sư.